Bạch Đại Đức, nếu như chỉ cầu giải thoát thì chỉ cần phát tâm tu học và tích lũy parami đến bậc tu đà hoàn là đủ hay A-la-hán nếu như muốn Nibbana trong kiếp sống cuối cùng? Vậy lý do đâu các ngài lại có phát nguyện thành các bậc độc giác hay chánh đẳng giác? Như con hiện tại tu học thì vì không vì cầu giải thoát mà thấy mình vô minh, muốn truy cầu trí tuệ tối thượng như Đức Thế Tôn, nắm rõ quy luật vận hành của vạn pháp. Xin thưa đó, là cái chuyện mà nếu như quý vị muốn hiểu rõ về bản chất của thế gian này thì mình chỉ cần đạt đến quả vị A-la-hán là đủ. Tại vì về cái trí tuệ giải thoát á, là giữa tất cả các vị A-la-hán là không có khác nhau. Tức là bao gồm thinh văn giác, độc giác, chánh đẳng giác. Sự hiểu biết về giải thoát là không giống nhau. Nhưng mà cái khả năng trình bày và khả năng hiểu về các pháp tục đế để đưa chúng sanh đi đến chân đế là nó có khác nhau. Cho nên nếu quý vị chỉ cần hiểu, muốn hiểu sự vận hành của vạn pháp thì chỉ cần đến A-la-hán là đủ rồi. Cái lý do mà các vị phát nguyện thành độc giác á, là bởi vì một là các vị đó muốn tự ngộ chứ không cần thầy dạy dỗ, tức là muốn mình tự ngộ. Cái thứ hai là do trễ, tức là mình vị đó chờ vị chánh đẳng giác ra đời mà chờ lâu quá, vị chánh đẳng giác chưa có, cho nên là vị đó đổi nguyện thành độc giác để tự mình đi. Nó giống như á, mình muốn đi nhờ xe một cái quãng đường mà chờ lâu quá, thôi tự mình cuốc bộ. Tại mình nhắm là cái vụ mà mình cuốc bộ tới nơi rồi xe vẫn chưa có, thì thôi tự mình cuốc bộ là xong. Cũng tương tự như vậy, có những vị không kịp chờ Phật độc giác thì không kịp chờ Phật chánh đẳng giác thì các vị đó chuyển nguyện thành độc giác. Rồi có những vị á, vị đó hiểu khả năng của mình là thừa sức chứng ngộ quả vị thinh văn giác. Nhớ nha, những vị chánh đẳng giác á, là những vị đó phải biết mình á, là thừa sức chứng được quả vị thinh văn giác. Tức là vị đó nếu muốn thành thinh văn giác không hề khó, nhưng vì mình gọi là quá giỏi, quá mạnh mẽ, khả năng mình quá lớn, thì vì lòng đại bi cho nên không nỡ đi một mình. Cho nên á, là quý vị phải xem là mình có thuộc loại này không nha. Tức là cái loại mà mình nói nếu muốn là tôi thành A-la-hán thinh văn ngay lập tức cũng không khó, nhưng mà vì lòng đại bi cho nên tôi không muốn đi một mình, thì khi đó hẳn nghĩ đến cái chuyện là chánh đẳng giác ha. Chứ còn mình cái kiểu mà mình nguyện chung chung, kiểu người ta xúi sao thì mình nguyện vậy, hay là mình chỉ do tò mò, thì thật sự mà nói là nên tự lượng sức mình. Chứ để mình sau này mình đổi nguyện cũng vậy. Tại vì cái tâm của mình vốn dĩ không vững, và mình cũng không có đủ cái khả năng như thế. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.